Chào các em, đây là anh Tài đây. Mình bây giờ đó, anh đang ở đằng cái trời trời á, nó bên thành phố mà Bangkok trong nước Thái Lan á, cái trời trời này á, nó kêu bằng á là cái trời trời kêu bằng á là Chatuchak, ok, nó rất là nổi tiếng, cho các em xem này ha, bà con đi tùm lum mấy chân á. Cho các em xem thử đó, để cho mấy các em ở trong cái xã nhỏ, trong cái làng nhỏ mà không có cơ hội để qua đây liền bây giờ đó, không phải là suốt cuộc đời của em không có cơ hội đi qua đây để đi thăm Thái Lan không, hay là nước ngoài, chỉ liền bây giờ đó. Okay. Ở đây nhiều người Trung Quốc, Hàn Quốc đồ tùm lum hết trơn á, ở bên Thái Lan đi đâu cũng đồ ăn nó bán tùm lum hết trơn á, liền bây giờ đó. Anh tránh qua cái đường tránh của mà đi thẳng xuống đó là một cái đường tránh, xong rồi đi qua bên đây đó cũng là đường tránh nữa. Ok, đây đó là mấy cái tủ màu vàng này đó, lỡ mình mà mua nhiều đồ quá đó, xong mình đựng cầm đi không hết, mình không muốn mệt đó, thì mình có thể mình mướn cái một cái tủ này đó, rồi xong cái mình bỏ đồ đàn dụng nó, rồi xong rồi trở lại lấy. Đây nhiều người Tây đó, ok, xong nhiều người Hàn Quốc, Trung Quốc đồ ngồi đây nó đi mệt quá đó, ai cũng ngồi đây chân á. Ok, ở đây á nó có một cái trạm mà xe lửa ở dưới, đi dưới đường gầy đó, ở dưới đất đó, để nó đi qua bên đây được. Ok, mình có thể đi xuống đường gầy này, đường hầm này đó, xong mình lên qua bên cái nhà lầu mà màu đỏ với màu trắng đó, nhà lầu lớn đó, nó còn tiệm quán rộng mà thêm nữa. Ok, bởi có hai chỗ đi rồi mà anh cố tình á, anh sẽ đi ở ngoài này nè, để cho các em xem được cảnh ở dưới đường hầm, nó lớn lắm, đường hầm nó cỡ mà chiều cao nó ít nhất cũng phải 3 mét chiều cao đó, rồi xong bề ngang nó ít nhất cũng mà 4,5 mét là 5 mét gì đó, lớn lắm. Ok, bởi anh đi như này đó để cho các em xem thử ha. Tên gái nè, không nói chuyện với nó lại đi mấy chỗ này đó, rồi xong xem nói chuyện với nó. Đấy. Trong cái video này đó, anh muốn trả lời một câu hỏi á, ok, anh gần đây đó anh có một đứa nó hỏi anh đó, cái câu hỏi này có lý dữ lắm, bởi vì á đây nè, cái tiệm bên bển, rồi xong rồi mấy tiệm bên đây, ok, bởi vì á anh sẽ lên á cái cầu thang bển á, xong đi qua cho tụi em xem coi thử, ok, để cho lỡ mà để cho các em á mở cái mắt ra để mình thấy cái cuộc sống á, như vậy cái mà cách mà ta làm ăn mà muốn rồi đó, bên cái nước khác hơn nước mình đó, để cho các em hiểu được, tại con mắt mình á mà mình thấy được đó, mình thấy người khác làm được đó, thì mình sẽ mở ra cái tinh thần của mình á, mở cái đầu óc của mình á, để mình hiểu biết thêm. Ở đây á nó bán sách nguyên cái mà khu này đó, okay. Đây nè, cái tên của cái trò chơi này là Chatuchak, ok, cái khu này đó là cái tên đó là Chatuchak Weekend Market đó, ok, cái chữ mà Chatuchak là cái tên của cái khu này, còn cái weekend đó là cái thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, ok, thứ bảy chủ nhật đó, cái market, ok. Các em á, xuống này ha, nguyên cái dụng này á, người bán sách không à, các bạn? Bán sách không à? Đó, sách, báo, nó bán thì mình mới cho nó. Nguyên cái dụng này mình đi hết mà, một tiếng đồng hồ chưa hết là, hết là xem hết mấy cuốn sách mà nó bán nữa. Có mà mình lại đây nó có bản đồ ở đây đó. Cho mình đi theo bản đồ nữa. Đấy. Giờ sẽ đi lên trên. Ok. Cái câu hỏi á, cái câu hỏi mà một đứa em á gần đây nó gọi, nó hỏi anh á, ok, nó hỏi anh trên mạng hay là nó gặp anh ngoài đời á, ở trên Sài Gòn á, xong nó hỏi anh á tại sao nó theo dõi cái đài của anh á với cái tiếng đài Việt Nam của anh á, Phương Pháp Thành Công á, như là cái đài tiếng Anh của anh á là cryptocurrency.market á,
nó theo dõi lâu rồi. Ok. Nè, cho các em xem thử một cái. Đó, đang bán ngoài tùm lum hết trơn á. Ok. Mấy đứa con gái mà nó vẫn chơi gì nè, và mấy đứa mà nó dễ mà sao thiệt với nói chuyện nhiều nhất đó. Ok. Nè. Đây là nó kẹt xe giống như ở Sài Gòn vậy đó. Mà nó hên cái mà nó có đường gầy bên đây đó. Nó có đường gầy bên đây để mình mà đi á, nó cũng mau. Đây. Xong ở đây cho các em xem thử này ha. Đó. Con ở đây ta bán. Bán này đó. Đầu đàn là đồ cũ á. Người ta là nhiều người là thích chơi đồ cũ á. Bởi vì người ta mà đem số này người ta bán. Đấy. Vô trong đây đó thì trung bình đó các em thấy nè ha, mấy cửa nó nhiều tiệm nó đóng cửa rồi đó. Trong bên đây đó thì nó bán mấy cái đồ mà đồ cũ á, nhiều người nó thích đồ cũ á. Okay. Cho các em xem bên đây nó tới 6 tầng luôn, mấy cái mà mấy này mà mang trên cổ mình mấy cái tượng ông Phật đồ đó, mấy đó nó có nhiều. Xong ở đây nè, cà đá đâu nè. Mà nó bán đồ gỗ cũ nữa nè. Xong rồi trước bây giờ đó, nó sắp sửa đóng cửa rồi đó. Bởi nó hơi đó. Xong nó bán mấy cái đờn cũ nè. Các em mà gia đình mà thích mua đồ cũ á thì vô trong đây, nó có 6 tầng ở đây á, đồ cũ. Nhiều người thích chơi đồ cũ á, bởi nó vô đây nó mua đồ đạc. Ở đây á, nhìn nè, nó có một cái bàn cờ tướng đó, coi cũng đẹp không, cờ tướng Mỹ á. Xong rồi bàn ghế đây nè. Mấy này mấy đồ cũ á, trung bình á, mấy người ta chơi này cho nó sang trọng trong nhà đó. Trung bình á thì cái kiểu này kiểu không phải kiểu anh thích cúc mà đồ đạc trong nhà nữa. Anh chơi kiểu mới, đồ mới chứ không phải đồ cũ. Ok. Bữa nay là chủ nhật đó. Không mấy cái tượng mà. Rồi xong rồi tiền bạc, tiền Thái Lan, tiền cũ á. Xong đây thêm mấy sợi chuyền ông Phật đồ. Bây giờ anh để ý rằng nó sắp sửa đóng cửa ở đây hết trơn rồi đó. Bởi mình anh không muốn thâu thêm mà tốn video á. Tại nó không có thay đổi gì hết. Okay. Giờ có cơ hội để ra đây ha. Mà nói chuyện với mà các em ha. Để anh đi sẵn anh đi lại mà chạm xe lửa luôn để cho tìm thấy luôn. Okay. Ok. Anh gặp một đứa em á mà nó theo dõi anh trên đài anh cũng lâu rồi đó. Bên đài Việt Nam với bên đài tiếng Anh của anh đó. Xong nó hỏi anh đó là tại sao mà nó thấy rằng anh với mấy thằng bạn anh đó đã là mang khá rồi phải không, mà sao ăn mặc giống như người bình thường thôi à.
nó hỏi tại sao, tại vì nó quen thấy mấy người mà người ta làm ăn khá bên Việt Nam đó, người nào người ta cũng có nhà cửa, ta có xe cộ, ta ra ngoài đường ta ăn mặc đó, ta mang ta ăn nhà hàng sang trọng, ta đi mang quần dài, mang giày đồ đàng hoàng, mang áo vest đồ mấy cái đó. Rồi xong rồi nó hỏi anh đó, tại sao mà anh làm ăn khá mà anh ăn mặc giống như người thường. Ok, lúc anh ra ngoài đường đó, những khi anh thích đồ ăn này không thì anh mua anh ăn hả. Rồi xong rồi anh mặc áo thun, anh mặc đồ bình thường thôi, anh mang dép, anh mang, lúc mà các em gặp anh ngoài đường đó trung bình đó, anh chỉ mang áo thun với lại mà quần xà lỏn với mang dép đi đi chơi, đi làm này làm nọ. Ok, tại sao thì nó hỏi anh đó, trung bình đó mấy người mà mấy người đang chờ mà taxi hay chờ xe Grab nè, vậy nè. Ok, đủ cái người chưa á, cho các em xem thử. Okay. Bên Thái Lan đó, cũng mà các em mà thấy mấy chiếc xe bus này đó, mấy xe này đó, thì xe này đó, nó mình lái miễn phí. Còn mấy chiếc xe Honda mà xe Honda taxi này là nó kêu bằng là mấy chiếc mà mấy chiếc xe Honda taxi này nó kêu bằng chiếc mà tút tút đó, không? Cũng mà các em thấy mấy chiếc xe mà tút tút gì đó, các em đừng có chạy mấy chiếc xe đó, mấy người đó nó ơi giật tiền mình lắm, nó chạc cho mình với giá cao. Ok, tại nó biết là mình không biết đó. Cũng mà các em đi hỏi nó coi cái giá cả nó chạc bao nhiêu để mình đi chiếc xe đó, là nó biết là mình không biết rồi đó, và nó sẽ chém mình đó. Ok, giống như cũng mà mấy người Việt Nam mà người ta thấy rằng á, cũng anh về Việt Nam đó, mấy người Việt Nam người ta thấy mình anh là người Việt kiều đó, ta nghe anh mở miệng ra, ta nghe anh là người Việt kiều, nên ta rút dao qua anh, ta chém liền á, không? Thì giống như vậy đó. Cúc mà mình hỏi cái mấy thằng mà nó chạy xe taxi, mấy chiếc mà tút tút gì đó, mình hỏi nó cái giá cả nó bao nhiêu đó, Cúc mình vừa mở miệng ra mình hỏi nó là nó biết là mình không biết cái mình không phải là cái người ở đây đó, nó sẽ chém mình đó. Ok, nó anh nói nó chém mình đó là không phải là anh nói là nó lấy cái dao ra nó thiệt tình nó chém mình đó, không, mà nó sẽ trả cái giá mình cho thiệt là cao đó, tại nó biết rằng là mình không biết. Ok, ok, bây giờ đó anh muốn trả lời cái câu hỏi á mà hồi nãy mà một đứa em á mà nó hỏi anh đó, tại sao làm ăn khá mà ăn mặc như người thường đó. Cái lý do đó là tại vì mà anh với mấy thằng mà đối tác chung làm ăn chung với anh đó, mà làm ăn khá mà chỉ ăn mặc như người thường đó, là tại vì á cái mục tiêu của tụi anh đó đi ra làm tiền làm ăn á là để có cái sự tự do, phải không? Bên Mỹ á tụi anh á quý trọng cái sự tự do của mình á, mình để mình ra ngoài đời đó, mình muốn làm giờ nào làm, mình muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, mình không muốn đi làm thì không cần đi làm, phải không? Cái sự mà tự do đó nó quan trọng hơn cho tụi anh đó là chạy xe giàu sang hay là gì. Ok, đây nè, để nguyên cái mà bếp ăn của nó nè, nó đang đó, đây nè, mấy con cá này đó, giờ mấy cá giống như cá hành gì đó, lớn như tàu mà bằng tay đó. Hả? Nào nào, vậy nào. Còn mấy con tôm nữa, mấy con tôm mà cũng lớn nữa. Đây. Đó. Và ở bên Thái Lan á, mình khó mà đi chỗ nào mà nó không có đồ ăn hết trơn, đi đâu nó cũng có đồ ăn hết trơn á. Mấy cái trạm mà xe bus cũng có đồ ăn, mấy trạm xe lửa cũng có đồ ăn. Ok. Đây nè. Để cho tụi em xem thử cái đồ ăn mà nó bán bên Thái Lan. Đây là tôm, đây trứng gà, đây khoai chiên, đây là nhỏ Mỹ đen. Ok, đây là xài, khóm, bán rượu ở đây, không bán dừa ở đây. Okay. Thì trở lại cái vấn đề anh nói đó, là nó tùy theo cái mục tiêu của các em là gì. Cái mục tiêu của anh với mấy thằng bạn của anh đó hồi xưa nay đó là làm để có cái sự tự do, để mình ra ngoài đời đó, để mình có sự tự do, để mình muốn không muốn đi làm thì không cần đi làm, muốn đi làm thì đi làm,
không có ai bắt buộc gì, không có ai mà phải mà mình phải mà trả lời cho ai hết trơn á. Đó là cái mục tiêu của tụi anh. Bên mà nước Mỹ đó, nó không có cái vấn đề làm ăn á, nó không có cái vấn đề dù có cái mặt, đúng không? Bởi vì cúc mà tụi anh ra ngoài đời đó, bên Mỹ đó là nó theo, nó làm ăn á, theo cái tài năng của mình. Bởi mình là cúc mà anh mở miệng ra, anh nói với mấy cái thằng mà nó mua bán cổ phiếu hay là nó mua bán mà Forex hay là nó mua bán mà tiền điện tử đó, cúc mà anh mở miệng ra hả, là nó biết rằng là anh có kinh nghiệm trong cái vấn đề đó. Bởi cúc mà anh giao thiệp với mấy cái thằng mà nó mua bán đầu tư trong cổ phiếu hay là Forex hay là tiền điện tử đó, mấy thằng đó đó, mấy thằng khách hàng của anh đó, thì nó biết anh là thứ thiệt đó, nó biết anh biết làm cái vấn đề đó. Bởi vì anh không có cần chỉ cho nó là anh có nhà lớn hay là xe cộ lớn hay là anh phải mang vàng gì tùm lum hết trơn đó luôn, để anh có cái mặt để làm ăn với nó. Bên Mỹ đó, nó khác cái vấn đề đó. Bởi vì đó, anh cái đó nó không có quan trọng với tụi anh. Với lại đó, cái vấn đề thứ hai đó là tụi anh đó, làm ăn đó, trên mạng đó, khách hàng của tụi anh đó, trên mạng. Bởi cũng mà tụi anh làm ăn đó, nó trên mạng hết trơn à. Bởi vì bà con mà bên Việt Nam thấy mà anh có cái mặt hay là không có cái mặt đó, nó không thành vấn đề với anh. Tại vì trung bình đó, mấy cái người mà cần thấy anh có cái mặt ở ngoài đời đó bông, là trung bình mấy cái người đó anh ít khi nào làm ăn như thế họ, đúng không? Tại vì á, cái gì nó la âm sầm đi ha. Bởi vì á, là tụi anh mà ăn mặc áo thun với quần xõn đâu đó đi ra ngoài đời đó, và tại vì á, bên Mỹ đó, cái đó là cái mà đó là mấy người mà người ta mà không có đi làm đó, mà người ta ăn mặc như đó là trung bình đó, và mấy người ta làm ăn khá đó, xong là có cái sự mà tự do rồi đó, xong rồi họ mới mà ăn mặc cái kiểu đó, xong đi ra đi chơi gì được. Ok. Còn mấy người mà bên Mỹ á, nó ngược lại á, là mấy người mà mình phải mà chỉ cho họ là mình có tài sản, mình phải có cái mặt á, để làm ăn á, thì trung bình á, mấy người đó mình khi nào mình làm ăn với họ lắm. Đây là currency, exchange currency là tiền, exchange là đổi đó, cái chỗ mà để đổi tiền nè. Ok. Cái màu xanh này đó là cái hiệu của cái nhà băng đó, nó tên rằng là Castlecorn Bank. Đây nè, cái hiệu nhà băng này là một cái nhà băng lớn trong nước Thái Lan đó. Bởi vì nó mở cái chi nhánh ở đây đó để cho bà con muốn đổi tiền nữa có thể đổi tiền được. Ok. Bởi vì anh làm cái video này đó, mong rằng nó hiểu cho các em hiểu biết cái lý do trả lời cái câu hỏi mà trung bình mấy câu hỏi gì đó là của mấy thằng mà chó đẻ đó. Anh nói khi nào anh để ý lắm, cúc mà nó hỏi anh vụ mà anh làm tiền bao nhiêu rồi mấy vấn đề đó không, thì anh ít mà để ý mấy thằng quỷ đó lắm. Tại vì anh không có thời giờ để mà mấy thằng đó, mình không có, anh không có giúp đỡ nó được. Anh làm 1000 cái video nữa nó cũng không có học hỏi được cái gì hết trơn á. Ok. Bởi vì anh không có làm mấy vấn đề đó. Mà cái này đó là cái đứa em này đó, nó thiệt tình nó hỏi anh đó cái vấn đề đó. Bởi vì anh muốn trả lời cái video này đó để cho tụi em học hiểu được thôi. Như thí dụ như anh mà trong cái hoàn cảnh đó, mà anh biết ở bên Việt Nam có nhiều người ta mua nhà, người ta mua xe cộ, người ta mua tiệm vàng, người ta mua khách sạn đồ, người ta mua này nọ đó để mình có cái mặt để làm ăn với người ngoài. Ok. Thì cái đó là cái mục tiêu của mà tụi em, cũng mà tụi em làm ăn á, mà tụi em mà muốn có cái mặt gì đó thì dĩ nhiên á, thì tụi em phải làm mấy cái vấn đề đó. Còn mà tụi em mà làm ăn á, để kiếm cái sự tự do trong cuộc đời của các em á, giống như mà anh với mấy thằng bạn anh đó luôn, là kiếm cái sự tự do đó, thì cái vấn đề mà có mặt hay là không có mặt đó, nó không thành vấn đề với tụi anh. Miễn sao mà tụi em có cái sự mà tự do á, để ra ngoài đời đó, để mình sống ngoài đời là được rồi. Cái đó nó quan trọng hơn là mình có mặt hay là không có mặt. Ok.
thì đây đó, đây là một cái mà chia nhánh cái cửa đi ra cái tiệm này đó. Nhìn nè, xe nó bu tùm lum luôn á. Mấy thằng áo vàng đó nó để cái chữ mà security đó, là nó mà nó coi cái sự mà an ninh của bà con anh em ở đây đó. Còn mà các em á, thấy mấy người mà chạy xe Honda mà cái áo màu cam đó, thì mấy người đó làm taxi á cho mà cái khu này. Mà trung bình á, mấy người này anh ta làm taxi á, nó không phải như mà mấy đứa mà nó chạy xe Honda mà xe Grab. Trung bình á, cái này nó có cái băng đảng á, nguyên cái khu này không, nó có nguyên cái băng khu này đó, thì nó chạy lên xuống cỡ 4-5 đường ở khu này không à, không có chạy ra qua và chỗ khác được. Ok, mấy chiếc xe mà khác cái kiểu này là mấy chiếc mà tút tút này đó, là mấy chiếc này thì nó chạy đâu cũng được hết trơn á. Còn mấy chiếc xe mà màu mà xe Honda mà mấy thằng mà nó mặc áo màu cam đó, thì nó chỉ chạy ra chỉ có 4-5 đường, 5-6 đường là cao lắm rồi đó. Tại vì mỗi một khu đó nó có giống như mà băng đảng vậy đó, nó một khu đó nó chỉ chạy mà xe trong nó chở người trong cái khu đó không thôi à, không cho 3-4-5 đường thôi à, từ mình đi xe lửa xong mình chạy tới nhà mình thôi à, nó mới chạy ngoài cái khu đó được nữa. Ok, còn mấy chiếc xe mà xe Honda taxi là mấy chiếc tút tút này nè. Ok, và mấy chiếc này đó nó đang chờ đó để nó chém mấy người mà khách hàng mà không biết đó. Ok, tại lúc mà các em qua Thái Lan đó, các em đừng có xài cái mấy chiếc xe này, mấy xe này nguy hiểm lắm, tại nó chặt cái giá cao lắm. Okay. Ok, giờ qua đường lộ bên đây, nguyên cái đường lộ bên đây đó thì mấy cái mà chỗ là nó bán ăn không à, bán đồ ăn không. Đấy, nó có bàn mấy ăn. Nhóc này đó đang rửa chén cái gia đình đó. Không, các em thấy đó, bà con ta đang đi nhiều lắm á. Tại vì tiệm nó cái chợ trời mà Sarachuk á, nó sắp sửa đóng cửa rồi đó. Bởi bà con đi bắt đầu đi ra đó. Cái hướng đi này đó là bà con đang đi lên mà chỗ chạm xe lửa đó. Để cho các em xem thử ha. Anh cố tình đó làm mấy cái video này đó để cho các em xem thử đó, để các em hiểu biết đó. Bà này bà gầy mấy đứa nhỏ không vô. Mấy người là đi xuống cái hướng này đó thì nó đang đi về, còn mấy người á mà đi hướng này đó thì ta mới trên mà xe lửa nó mới xuống đó, thì xong rồi ta muốn đi mà ban đêm đó tại nó mát hơn. Ở đây thì có nhiều quán ăn lắm, bên đây cũng nhiều luôn, nhiều quán bên đây nữa. Okay. Bây giờ đó anh mới bỏ cái khu đó đó, cái khu mà tiệm quán rồi đó, xong bây giờ đó qua đây đó bác, bây giờ bác giác chiều đó nó mát rồi đó, bà con ra cái công viên này đó, cái công viên này đó, nó nằm kế bên cái chợ đó. Bởi cái công viên này nó rất là nổi tiếng đó, cái công viên mà Sarachuk á, bởi bà con nó thích ở đây lắm. Đây nó có thùng rác ở đây để mình bỏ rác ở đây đó. Nó cấm mình không bỏ rác tầm bậy tầm bạ đó. Còn ở ngoài đường, đường lộ sát cái hàng rào đó đó, thì bà con ta đang đi lên trên cái mà chạm xe lửa giống như đang anh đang đi vậy đó. Mà cho tụi em xem thử này ha. Cái công viên này nó cũng lớn lắm á. Không ở bên Thái Lan á, bên Việt Nam có con gái nó ngồi bình an gì đó bông. Bên Mỹ nó không có cái vấn đề đó. Bên Mỹ ít có khi nào mà tụi em mà kiếm mà nhận thấy mà nhận gái mà nó ngồi bình an lắm. Nhất là con gái đẹp á, nó không có bao giờ nó ngồi bình an hết trơn á.
bên Mỹ á, con gái đẹp á là lúc nào cũng có bạn bè đi theo nói chừng á. Như có đây thêm đứa nó đang đi bên Anh đó nè, đó mấy nhỏ mà mấy ngàn anh đó, bên Mỹ nó không có cái vấn đề đó. Ok, ở đây á là một cái trạm xe lửa ở dưới đường hầm á, ở dưới đất nó lên, rồi xong mình qua bên kia đó là nó leo lên trên trên bển, xong rồi anh sẽ lên trển cho tụi em xem thử. Mấy chỗ này đó bên Thái Lan đó thì nó dưới Việt Nam đó nó dễ mà nói chuyện với con gái hay là con trai hơn bên Mỹ. Tại bên đây á nó có hoàn cảnh á là con gái á nó đi bên Anh á, còn bên Mỹ á nó ít có khó khi nào mà mình kiếm được con gái mà nó ở bên Anh á hay đi bên Anh á lắm, để mình lại nói chuyện gì đó. Xung quanh cái khu này đó xe bus á nó chạy được luôn chứ không à, mấy cái xe bus mà nó không có cửa sổ đó thì mình vô trỏng miễn phí, còn mấy chiếc xe bus mà nó có cửa sổ đó thì mình phải trả cái số mà cái giá cả chút xíu, nó không có cao gì mấy. Xong rồi ở đây đó okay, nó bán đồ ăn nữa, nguyên cái chỗ khu xe bus này nó bán đồ ăn hết rồi. Xong rồi cái ông này ở đây đó đang xin tiền okay. Đây nè, cái trạm xe bus đó nó đặt cái tên này, đó là cái hiệu mà BTS đó, xong cái tên của nó là Mochip. Nè, để cho tụi em xem này ha. Mấy chiếc xe bus cũ này đó thì mấy chiếc đó em có thể chạy được mà miễn phí, mà xong bên kia đó nó chạy ngược lại hướng kia. Đây là cái trạm xe bus cuối cùng trong cái đường cái trạm xe lửa cuối cùng đó, trong cái đường mà xe lửa này, cái này cái đường xe lửa màu xanh xanh lá cây ở bên thành phố mà Thái Lan đó, thành phố mà Bangkok chứ, bởi vì nó nhiều người đi lên xuống là gì đó. Nè, cho tụi em xem thử này ha, đó nguyên cái trạm đó, cái tầng thứ hai á, cái tầng thứ hai này đó là cái tầng mà mình đi vô mình phải mà bỏ cái thẻ của mình, rồi xong cái tầng mà thứ ba đó là cái tầng mà chiếc xe lửa nó chạy nhận đó. Đấy, rồi xong rồi ở dưới đây á là bà con ta đứng ở đây chờ xe bus, không phải chờ xe mà taxi. Ok, xem cho tụi em xem thử nè. Đó, cái đường mà anh mới lên đó, cầu thang anh mới lên đó ha. Rồi xong rồi đây là hết trơn mấy người mình đang chờ mà xe bus, không phải chờ xe mà taxi á. Okay, cho tụi em xem thử nè ha. Bây giờ đó anh phải mà rút cái mà cái thẻ mà xe bus bây giờ. Cái lý do mà anh không có thích mà chạy xe đó, một cái là lúc mà anh vô anh lái xe đó anh chạy có 30 phút là anh buồn ngủ, xong rồi anh ngủ trên xe. Ok, đó là một. Anh ghét lái xe lắm, tại vì anh có thể mà mua bán cổ phiếu giỏi, anh có thể làm họa sĩ giỏi, mà lúc mà tới cái vấn đề mà lái xe đó anh lái xe dở như cục đất vậy đó, phải anh thích, không có thích lái xe. Đấy, bên Mỹ á nó không có cái mà xe lửa, cái hệ thống xe lửa mà nó tốt giống như mà cái nước mà Thái Lan này. Bởi vì bên Mỹ đó tụi em ít có khi nào thấy anh chạy xe lửa lắm, mà bên nước Thái Lan này đó thì xe lửa nó rất là tốt, rất là phát triển, nó cao lắm, nó cao hơn mà nước Mỹ đó, rất là nhiều. Bởi vì á anh bên đây đó là mấy người đang đi ra,
phút á, mình vô á thì phải vô cái hướng này. Để cho cái thẻ đi ha. Nó nói anh còn 3 cái nữa, có thể dùng cái thẻ này 3 lần nữa. Okay. Để cho tụi em xem thử ha. Lúc mà tụi em lên trên trạm xe lửa bên đây đó, mấy cái trạm lớn này đó, đây là một cái trạm rất là lớn. Okay. Nó có tiệm quán bên đây nè, để cho tụi em xem thử này ha. Giống như cái mà shopping mall vậy đó, cái trạm xe lửa bên Bangkok đó, nó lớn dữ lắm. Okay. Nó có bán đồ lót cho mày, anh không hiểu. Không lẽ nhỏ gái nào mà nó đi tới đây xong nó gấp nó phải mà mua cái mà như nó bán viết bán mà đồ đó, anh còn hiểu, hay là kẹo đồ đó anh còn hiểu, còn nó bán quần mà xà lõn gì đó anh cũng không hiểu tại sao mà nó bán cái đó trong cái trạm xe lửa nữa. Không lẽ mình có thời giờ để mình mà mặc mà mang thử xong trước khi mà mình đi lên cái chỗ đó đó, nó kêu bằng ở super rich đó. Cứ mà các em mà đi qua Thái Lan đó không, mình càng đổi tiền mà tiền đô la hay tiền đồng mà qua tiền mà baht đó, dùng mấy cái chỗ đó nó mà nó chạc, nó đổi tiền cho mình rẻ nhất đó, cái chỗ mà nó kêu bằng đó là super rich. Ok, đây nè các em xem thử này ha. Đó, cho em xem thử. Em để cái thằng mặc áo màu xanh đó đó, cái đó là thằng cảnh sát đó. Okay. Cuối đầu đó nghe đó không, bởi vì mấy cái trạm đây nó rất là an toàn. Okay. Nó rất là an toàn tại vì mình có thể mình vô đây á, cái này rất là cái trạm cảnh sát này nó rất là an toàn. Ok, tại vì nó có cảnh sát đó tùm lum hết trơn á. Liền bây giờ đó là anh đang ở cái trạm nó kêu bằng là cái trạm một chiếc nè, xong anh đang đi ngược lại đi xuống tới cái trạm cái trạm Nana. Okay. Bây giờ anh đang ở gần cái trạm mà xe lửa Nana đó. Okay. Xong rồi mỗi cái trạm này đó nó đi từ một cái trạm qua tới trạm khác đó là tới 1 phút. Và xong rồi trung bình đó bà con mà lên xuống cái xe lửa đó nó cỡ 30 giây nữa. Bởi vì mỗi